thì hôm trước thì mình mua ổ câu lục 70k móm anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ trộn mồi đây. Anh em nhìn thấy cái thùng thính ủ của mình ở góc, thùng trắng đây này, ở góc đây. Thùng thính nền đấy thì nó có hướng dẫn ở trong kênh rồi anh em nhá. Bây giờ mình trộn mồi. Đi oánh hôm nay thì cũng trộn ít mồi chứ không trộn nhiều anh em nhé. Nó thùng thính này được mấy tháng rồi nhưng mà vẫn ngon này anh em, vẫn lên men là mầm này, mấy tháng rồi rồi không khéo phải được 3 4 tháng rồi. Anh em lấy thính xong thì cứ ấn nó xuống thôi. Mỗi lần đi cầu hết có mấy bát thính này anh em. Anh em đậy thì phải cho cái ni lông vào giống mình thì nó không bị hỏng thính nhá. Làm theo hướng dẫn như sách giáo khoa anh em nhá. Cắm trứng này 10.000 gói. Mua ở quán cho chim ăn đấy. Cắm gạo này, cắm gạo thì mình lấy ít thôi nhá. Bởi vì hôm nay câu ít thì cũng không câu nhiều lắm. Ba bát thính nền, ba bát rưỡi cắm gạo. Đây là lần đầu tiên mình đong tỷ lệ cho anh em quá. Này thì thực ra không biết nó có chính xác hay không, nhưng đây là án chừng thôi anh em ạ. Đoán chừng hết nhá, có 2 bát rưỡi thính nền thì phải, như là 2 bát rưỡi thính nền. Mẻ này thì do là mình còn nhiều mẻ quá đâm ra là chắc là cho nhiều nhiều mẻ một tí ha. Mẻ nó cũng áng chừng nhưng chả đau đâu anh em ạ. Mà mình nó do độ này là ít đi câu đơn ra là cực kỳ nhiều mẹ.
anh em nào không có mẻ qua đây mình cho ít, cho câu được 2 buổi. Đó, lại đóng đậy kín cất đi. Do là trộn ít hơn mọi khi anh em ạ, nên là mình cho vào cái chậu nhỏ. Anh em cho cái đằng cám nó trộn với cả mẻ trước, sau đó thì trộn với cả tính nền luôn. Rồi, cám trứng, thính chảo. Thính chảo đây mình mua cả gói 2 cân này anh em. Ở đây cái bể mồi lăng xê của mình anh em, không có cái mồi của mình, để thử thính chảo thay thế xem là như nào nhá. Còn anh em comment nhá. Ổ thính nhỏ lên mình cho khoảng tầm áng chừng 4 lạng thính chảo này anh em. Rồi, xốp. Rồi, xốp cho vừa vừa đâu có lẽ nổi cầu anh em nhé. Trứng gà. Sáng nay thì có mua sẵn trứng gà rồi. Một trứng gà đỏ này chỉ để đi câu thôi. À, cám trứng như mọi khi thôi. Rồi, mai đi ra hồ là chiến thôi anh em. Muối đều lên. Hy vọng là nó không móm giống hôm trước anh em nhé. Hôm trước là thính mua, hôm nay là thính trộn. Cái vỏ trứng lắm anh em hỏi và cho cả vỏ à, mình cho cả vỏ anh em nhé. Ok, xong ổ thính rồi, nó cũng phải trên 3 cân đấy anh em ạ. 3 4 cân đấy. Xem nào. Ui. Không có cân cân thử anh em ạ, nhưng mà nặng lắm, không kéo phải 4 5 cân. Đổ vào túi ni lông để nó mang đi chiến được rồi anh em nhé. Nó không cần ốc miếng gì cả, cầu kỳ, không cần thông mầm thông miếng gì cả. Cái này không phải là không cho ốc được nhá, anh em thích cho ốc thì cho ốc thêm thông mầm, anh em thích thông mầm cho thêm thông mầm, chả sao cả, nó gọi là gia vị thêm thôi mà anh em. Lại câu cái hồ hôm trước nhá.
cái hồ hôm trước được mỡ ru phi con đấy mà thả đi đấy. Đi chiến đấu được rồi anh em. Thì hôm nay lại câu chiều anh em nhé. Tầm 5 rưỡi 6 giờ xuống hồ. Thì câu thì nó sẩm xì tối rồi, chủ yếu là câu tối anh em nhé. Anh em thính xong thì chắc là trời cũng nhá nhem tối rồi. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối mà. Đó khoảng tầm 3 cân rưỡi 4 cân thính. Túi này là túi 5 cân mà anh em. Rồi, ok anh em, thì để xem có được cái hay không thì ra đến hồ mình quay phim tiếp. Anh em xem liệu có bằng cái thính mua hôm trước không nha. Thì hôm nay câu buổi tối không phải câu ban ngày, nên là quay phim khó khăn. Mong anh em thông cảm. Tầm nó quanh đi chắc lúc về. Mẹ chưa chi đã gặp một cửa khỉ rồi, ném mẹ xuống hồ cho nó luôn. Ngó cả hồ không phải ngó. Ôi hồi ôi, quả này quả quả này lại lấp hồ. Mẹ nào hồ. Tới không?
Đỗ mày tới được đấy. Không, đứng trên đây này mày tới này. Mày có thấy không, mày ở đấy mày lộn cổ xuống đấy này. Ném lên đầu cầu đấy. Ừ. Em ấy đéo đâu. Kiểu gì ra tới gần cái lơi, tới lơi. Cần câu tầm đầu cần thôi. Thế á, anh tưởng là mày để sao đấy anh ném cho. À, được đấy. Thế là ổn rồi. Trời. Cầu tối mà. Trời ơi. Ăn rồi. Lập đéo nó còn chỗ nào mà ngồi chẳng ngồi đây. Nhìn mẹ ở gần ở đây nó toàn mắc đá thôi. Anh em bây giờ là gần gần 3 tiếng đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa thấy một tí động đậy nào. Hôm nay thì mồi trộm thì rô phi không chạm một tí nào anh em ạ. Không có một con rô phi nào vào cả. Hồi đấy như hôm trước anh em câu đấy thì rất chi nhiều rô phi nhưng mà hôm nay ngồi không có bất cứ tự làm mồi chưa có con rô phi nào vào. Gần 3 tiếng rồi chưa chạm bất cứ một cái gì, bây giờ mới đang hơi có tăm tăm anh em ạ. Đang tăm nhưng mà tăm trôi. Rồi ok thì mình sẽ tập trung cao độ xem có được cái gì không nhá. Anh em được con đầu tiên. Em ơi. Gấu vãi cả trưởng luôn. To vật vã. Nó chỉ tầm gần 3 thôi. Không quay được phim anh em ạ. Anh em ơi thì vừa mới đóng hụt một con anh em nhá. Trời tối rồi, vừa mới giật nhưng mà bị bung. Vừa giật một con bị bung. Để mình ngồi rình rập tiếp xem có gì thì tí báo kết quả anh em xem thế nào. Anh em 10 rưỡi rồi, thu hết đồ rồi. Thì mấy anh em bên cạnh cũng vừa về xong thì thôi. Một mình cũng về. Ồ, thì tăm rất là nhiều anh em ạ.
Đây là sản phẩm của ngày hôm nay em nhé. Thì hôm nay là mình giật được bốn, giật 4 phát thì được 3 con, một con bung. Còn những lúc hút thuốc hút thước thì không nói. Đó, anh em. 3 con trôi thì một con trôi gấu anh em nhé. Đó, vậy là hôm trước đi mua mồi móm nhá, hôm nay không có một, nay mình ngồi mình câu không có một con rô phi nào vào ổ luôn anh em, không có một con rô phi nào vào, hôm nay câu toàn trôi vào thôi. Thôi, thôi anh em, muộn rồi mình đi về nhà nhá, hẹn gặp lại anh em ở các cái clip sau. Ok, anh em ai có thắc mắc hay là ý kiến gì thì cứ bình luận ở dưới mình sẽ trả lời anh em nhé. Hôm nay là thứ bảy. Sản phẩm đây nhá, thì được 3 con. Anh em nhìn con trôi, nhìn con trôi gấu này thấy không? Đó, con trôi gấu này. Thì mình đi câu 5 rưỡi thì thả thính sau anh em nhé. Thì cho là lúc mình về là 10 rưỡi đi, là mình ngồi 5 tiếng. À đâu, 5 rưỡi, 6 rưỡi, 7. Ừ đúng rồi, thì mình ngồi là 5 tiếng anh em nhé. 5 tiếng và mình có một chú nữa. Hôm nay thì 6 cần câu. Có một chú nữa thì được cũng được 3 con trôi. Nhưng mà trôi của chú chỉ toàn trôi nhỏ như này thôi. Mình mà chú đấy là đi câu từ 9 giờ sáng anh em ạ. Anh em nhìn con trôi phê không, sướng không? Mà chú đấy là đi câu từ 9 giờ sáng, có hai chú đi thì một chú được 2 con, một chú được 3 con. Và bên cạnh mình thì cũng có một bạn ở trên kênh YouTube của mình, thì là hai chú cháu đi câu thì là hai người được 4 con, thì là một cũng mỗi người được 2 con. Nó tính ra thì các bạn đấy thì là đi câu từ 3 giờ chiều, còn chú kia thì đấy được câu từ 9 giờ sáng anh em ạ. Nếu mà tính ra thời điểm câu ấy thì mình vẫn là người được nhiều cá nhất hồ và cá ngon nhất hồ, cá to nhất đó. Anh em thấy cái bài thính nền của mình nó hiệu quả tốt không đó, cái bài này trông móm ok anh em. Thì lúc mà mình dòng con trôi nó rất chi là phê, nhưng mà do là đi có một mình, các bạn ở trên kênh của mình cũng câu cùng ở đấy thì biết, thì do là mà của mình câu có một mình thôi nên là không thể quay phim được. Thứ nhất, cái thứ hai là trời tối nữa, đâm ra là mình không, nó không giống như là khi mà các bạn đi câu lăng xê, các bạn đi câu lăng xê thì có thể là đóng cá rồi thì ra bật máy quay quay cũng được, nhưng mà còn đây là câu lục trùng trùng cước cái là mất cá, đâm ra là không không thể thao tác được nhiều anh em nhé. Thì những con cá này thì mình đoán nó chỉ khoảng tầm cân 2 cân 3 thôi. Thế còn con cá này thì theo anh em thì đoán là bao nhiêu cân? Xách cân thử luôn. Chỉ khoảng cân cân 2 cân 3. Con này thì nhỏ hơn này. Được một con này được 1 cân 35 lạng anh em ạ. Con này thì được 1 cân 25 lạng. Thế còn con này thì chắc chắn là cho lên cái cân này thì không cân nổi rồi. Thì không biết là thì theo anh em đoán là mấy cân? Cho mình thì con này nó phải tầm 3-4 cân đấy. Quá trời. Quay. Nó quay tít thò lò anh em ạ, không cân được.
Con cá nó cũng khá là to anh em nhé, con chuối mà nó chỉ được khoảng tầm 62 phân thôi. Con cá nhỏ thì được khoảng 45 phân. Con này to hơn một tí thì được khoảng 47 phân. Ôi ôi, anh em nhìn con cá có đã không? Câu lục mà dòng con trôi này thì biết là phê. Đó. Nó đóng hai lưỡi vào đây. Đóng hai lưỡi vào đây. Bạn này thì đóng một phát vào bụng, bạn này thì đóng phát vào mồm. Ok anh em. Con này trông thế mà cá nó rất là đặc, rất là cụ nhá. Cái này là cá cụ anh em nhé. Rồi thì hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau. Thì mình là người đi muộn nhất hồ và vẫn cứ là rực rỡ nhất hồ. Thì anh em ở trong cái bài thính này thì anh em có cái vấn đề gì thắc mắc thì anh em cứ để lại comment ở bên dưới. Mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của anh em. Ok, bây giờ là vấn đề đi làm cá thôi.